Cảm ứng một chạm điện dung TTB223B mini có kích thước nhỏ gọn và giá thành rẻ, thường được sử dụng trong các ứng dụng cảm ứng điện dung, bàn phím, công tắc cảm ứng, báo động, vân vân. Điện áp sử dụng từ 3 đến 5V DC. Nếu có thao tác chạm vào cảm ứng thì chân AO sẽ xuất tín hiệu và đèn LED sẽ sáng để báo hiệu. Cảm ứng một chạm điện dung đã được kết nối với một relay để điều khiển đèn. Hiện tại đang ở chế độ nhấn nhả, tín hiệu mức cao, có thể cài đặt nhấn giữ, nhấn nhả. Ở nhấn giữ hoặc nhấn nhả thì có thể cài đặt ở mức cao hoặc mức thấp. Tín hiệu nhả. Để chuyển sang tín hiệu giữ thì cần phải hàn tắt điểm B lại với nhau. Ở chế độ tín hiệu giữ,